Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5 năm 2022, Đà Nẵng đã đón khoảng 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,4.000 lượt, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây tiếp tục được xem là tín hiệu khả quan trong lộ trình thu hút khách quốc tế trở lại địa phương. Trưa ngày 29 tháng 4 năm 2022, hơn 200 du khách Hàn Quốc đã có mặt tại Đà Nẵng trên chuyến bay VJ879 của hãng hàng không Vietjet Air, đánh dấu sự trở lại của một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn vì COVID-19. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi là một trong những du khách Hàn Quốc đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh. Trước đó, từ cuối tháng 3 năm 2022, các chuyến bay kết nối thị trường Singapore-Thái Lan với thành phố Đà Nẵng cũng đã tái khởi động, đánh dấu sự trở lại của du lịch quốc tế. Cũng từ đó, ngày càng có nhiều đoàn farm trip, công ty lữ hành nước ngoài đến Đà Nẵng tìm hiểu, cũng như nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành tại Đà Nẵng bắt đầu đẩy mạnh quảng bá, tiếp cận khai thác thị trường khách quốc tế, nhằm nối lại các chương trình tour tuyến, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Sau khi khảo sát trở lại về điểm đến Đà Nẵng, những sản phẩm du lịch độc đáo của Đà Nẵng sẽ được chúng tôi quảng bá trên toàn hệ thống chi nhánh của công ty tại Thái Lan để thiết lập các tour đưa khách Thái đến Đà Nẵng ngày càng một nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối các đơn vị du lịch lữ hành tại Đà Nẵng để xúc tiến đưa khách Đà Nẵng đến du lịch tại Thái Lan. Ở ngoài thị trường khách Thái Lan và Đông Nam Á thì công ty của chúng tôi đang liên kết với các đối tác công ty du lịch ở Hàn Quốc để sắp tới giai đoạn sau ngày 15 tháng 5 này thì sẽ có những du khách Hàn Quốc sang lại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt tới đây, sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, được xem là tiêu điểm, là cơ hội để du lịch Đà Nẵng khôi phục mạnh mẽ và mở rộng các thị trường khách quốc tế. Hiện thành phố đang tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị để sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương.